nằm giáp ranh với Campuchia, Lào, Malaysia và Myanmar. Thái Lan, vùng đất của vẻ đẹp và sự đối nghịch trong đời sống hoang dã. Với nhiệt độ quanh năm trên 30 độ C, Thái Lan là một trong những nước nóng nhất thế giới. Chỉ được mát mẻ mỗi khi mùa mưa tới. Các cánh rừng già vẫn sinh sôi dưới điều kiện này. Và một cư dân bí ẩn nhất ở đây cũng vậy, loài chim mỏ sừng lớn. Là loài ăn quả và săn mồi tài giỏi, chim mỏ sừng thuộc nhóm chim lớn và khỏe nhất trong rừng. Có hơn 13 loài chim mỏ sừng sống trong các cánh rừng Thái Lan. Trong đó có chim mỏ sừng màu. Có cả chim mỏ sừng màu trắng. Đây là chim mỏ sừng nâu. Chim mỏ sừng cổ hung. Nhỏ nhất trong số này là chim mỏ sừng bụng trắng phương Đông, sống chủ yếu nhờ cây sung cho quả quanh năm trên tán rừng. Nhiều khi đám rễ đang sinh sôi của cây sung quấn quanh cây chủ và cuối cùng giết chết nó. Cây sung rất có lợi cho lũ chim mỏ sừng cùng nhiều loài chim và thú khác. Chúng được gọi là cây sung siết cổ, một kẻ ăn bám. Hiểm họa duy nhất với các loài trên thiên đường này là loài cầy mực, hay còn được gọi là mèo gấu châu Á. Dù đa phần chúng lên cây là để tìm quả, chúng cũng hứng thú với trứng và lũ chim non. Chẳng khó để trốn thoát khỏi kẻ đi săn. Con cầy mực đã mất cơ hội. Đành ăn quả sung vậy. Bình yên về lại với tầng vòm. Chẳng gì bằng được chợp mắt trên tán cây sau bữa ăn. Thái Lan chỉ còn dưới 26% diện tích được rừng bao phủ. Mật độ đã suy giảm so với khoảng 60% mới 50 năm trước. Trong tầng cây tối tăm, những nơi ánh sáng khó chiếu tới, ta có thể thấy nhiều loài cây ký sinh kỳ lạ và hiếm có. Có cả loài cây mới được phát hiện. Lá của nó chuyển sang màu đỏ mỗi năm một lần, rực cháy trên thảm rừng xanh mướt phía sau. Rừng mưa nhiệt đới thường có các trận mưa rào. Một nửa các loài động thực vật sống trong rừng mưa. Các mùa thay đổi giữa các trận mưa với cái nóng và đợt hạn hán gần như không chịu nổi. Cả vùng này cũng vậy, những khu rừng mưa nhiệt đới vô tận. Những dãy núi hùng vĩ đầy vách đá dựng đứng.
các vùng đất màu mỡ điểm xuyết với đám cây. Đây là thời điểm bận rộn với lũ chim sừng đực trưởng thành, cuối mùa gió mùa. Nó đang tìm một bạn tình thích hợp trên tầng vòm. Việc thiếu lông phủ dưới cánh giúp không khí đi qua đám lông bay và tạo ra âm thanh như của một đầu tàu đang chạy. Chúng tán tỉnh nhau trên không. Giống như mỗi chàng trai trong lần hẹn đầu tiên, con đực sẽ mang quả tới tặng cô nàng của mình. Tất nhiên, đó là một quả sung. Nhưng không dễ để chinh phục được con cái. Việc này có thể mất nhiều ngày đêm. Nhưng mấy ngày nay không chỉ có chúng về vãn nhau. Mỗi năm một lần, chim mỏ sừng tụ tập thành các nhóm lớn trong vài ngày để làm quen và tìm bạn tình. Có khi đến hàng trăm con, đôi khi tới hàng ngàn con. Con đực phải diễn lại nhiều lần các màn ve vãn trong những ngày căng thẳng này. Nó cọ mỏ vào con cái, trêu đùa và chạm vào con cái, thậm chí còn hôn nàng ta, ít nhất là có vẻ như thế. Dường như nó cảm nhận được tình cảm của con đực, nên cuối cùng cũng nhận lời, nhưng vẫn miễn cưỡng, giả kêu một chút. Các món quà mới đã được trao đi. Chim mỏ sừng đực có thể trữ được 20 quả sung trong diều và có thể ở chúng lên khi cần. Ở phía bìa rừng, một vùng đất khác phô bày vẻ lộng lẫy của nó. Đồng cỏ rải rác đám cây che phủ mặt đất. Ở đây có đàn thú có vú trên cạn lớn nhất thế giới, lũ voi rừng. Biểu tượng của sự thông thái trong văn hóa châu Á, nổi tiếng là thông minh và có tài ghi nhớ. Hiện Thái Lan chỉ còn khoảng 1.500 con voi rừng. Voi châu Á rất thông minh và biết tự nhận thức. Loài này có nhiều cảm xúc, biết vui, đùa nghịch, đau khổ và buồn bã. Mỗi ngày chúng dành 16 tiếng để ăn cây cỏ và ăn được tới 300 kg thức ăn để sinh tồn mỗi ngày. Lũ voi sống hòa bình với loài động vật châu Á khác, bò rừng.
với phần đầu cổ đầy cơ bắp, cơ thể khỏe mạnh và đồ sộ. Loài này sống thành nhóm 8 đến 11 cá thể, trong đó một con bò được trưởng thành, nhiều con đực sẽ nhập đàn để giao phối. Các con bò đơn lẻ có thể di chuyển giữa các đàn, mỗi con sẽ giao phối với vài con bò cái. Lũ voi thích nước, không chỉ để uống mà còn để làm mát. Con voi đực ở bên kia đầm lầy đang lồng lên. Đây là thời kỳ động đực của lũ voi đực. Trong lúc này, nó muốn giết bất kỳ kẻ nào hay thứ gì đứng cản đường mình. Uống nước xong, lũ voi hất đất cát lên người để bảo vệ da khỏi mặt trời và tạo một lớp bảo vệ chống lại côn trùng. Con đực trong thời kỳ động đực đang tỏ ra dữ dằn, và các con cái tạo thành vòng bảo vệ quanh các con mình. Dù con đực quyết định rút lui, ít nhất là vào lúc này, đàn voi và con chúng phải đi tìm chỗ trú trong rừng. Gần hơn về phía đầm lầy, loài nai Samba sống thành đàn nhỏ 4 đến 6 con. Một con nai được trưởng thành, một con cái khác và đứa con mới sinh của mình. Đôi khi nai đực sẽ chọc đôi gạt của mình vào đám đất ướt sũng nước tiểu, rồi chà xác lên cây để đánh dấu lãnh thổ. Nó cũng phun nước tiểu vào mặt để tự đánh dấu mình bằng chiếc của quý cực linh động của mình. Nai Samba sống trong hòa bình với hầu hết các loài tụ tập ở đầm lầy, nhưng chúng cũng có nhiều kẻ thù. Các kẻ thù nguy hiểm nhất với Nai Samba là hổ, báo và chó rừng châu Á. Con nai được tập hợp đàn của mình trên một hòn đảo nhỏ ngay giữa đầm lầy. Nó muốn bảo vệ đàn mình hoặc là tấn công kẻ thù ở vùng nước nông. Khi bảo vệ đàn, con đực dậm chân và kêu lên khiến lũ chó lo lắng và cảnh báo các thành viên của đàn về nguy hiểm. Nó cố lừa kẻ thù ra xa đàn mình. Lũ chó rừng có thể tấn công theo đàn, nhưng vì lý do nào đó chúng rút lui. Có lẽ việc này quá khó khăn với chúng, hoặc có lẽ chúng chưa đói đến mức phải săn được mồi nên quyết định chờ thời cơ khác. Thời điểm kết đôi. Suốt 24 tiếng khi con cái đến lúc động đực, con đực sẽ tiếp cận nó phía sau trước khi giao phối.
Nai Samba có thính giác và khứu giác cực nhạy. Các giác quan này rất phát triển, giúp nai phát hiện kẻ thù và những kẻ thách thức. Một con đực khác vừa nhập cuộc, một đối thủ. Đánh giá lẫn nhau, hai con nai đực vào thế do cuộc chiến tất yếu giành ưu thế. Bạn đang xem trên kênh HTHD. Khi giao tranh với đối thủ, lũ nai đực khóa gạt vào nhau, cố đuổi con kia đi. Hai con voi này có vẻ cũng bị kích thích bởi cuộc chiến cạnh đó. Cuộc đo sức chỉ có một kẻ thắng và một kẻ thua. Hơi nóng và độ ẩm tạo nên thay đổi lớn trong thời tiết. Sấm sét từ phía xa. Mưa gió mùa tiếp tục cho động thực vật nhiệt đới. Nhưng ngay cả mưa cũng không cản nổi cuộc chiến của nai. Cuối cùng, kẻ quấy rối cũng chịu thua. Con nai chiến thắng lại bắt đầu đi về vãng. Con quấy rối phải chờ cơ hội khác. Cần ánh nắng để xua tan các đám mây sau trận mưa. Mọi thứ ở đầm lầy trở lại bình thường, nhưng có một thứ đã biến mất. Có lẽ là một cư dân nào đó. Lũ chó rừng đã bắt được một con nai và giờ đang bận xẻ thịt nó. Con nai đực chỉ còn biết đứng nhìn. Trong góc rừng khuất của vùng đất hẻo lánh này xuất hiện một kiểu cấu trúc kỳ lạ và hiếm thấy. Một cái hang nông với các ký tự và hình vẽ như nghệ thuật trong hang cổ xưa của Pháp. Nhưng đây là thứ do voi tạo ra, do ngà voi tạo ra. Chứ không phải con người. Lũ voi đã đào một cái hố lớn vào trong lòng đất để tìm muối, thứ đồ bổ sung quan trọng, rõ ràng là chúng không thể thấy ở nơi nào khác.
Qua nhiều năm, chúng đã đào chiếc hố này thành một cái hang ấn tượng. Tối nào chúng cũng đến đây, lo lắng và không được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công. Đào hang để tìm số muối cần cho sự sống. Đây như một nơi gặp gỡ phổ biến của lũ voi. Vùng Borapet, hồ nước ngọt lớn nhất ở miền Trung Thái Lan. Nó bao phủ một vùng 224 km vuông. Tổ hợp các đám sậy, sung, thảm cỏ và vùng rừng ven hồ biến nó thành nơi tập trung của lũ chim vào mọi thời điểm trong năm. Ở đây thường thấy là lũ gà lôi nước. Loài gà bí ẩn này độc đáo ở chỗ nó là thành viên duy nhất trong họ của mình. Ở đây còn có cả chim bói cá, đang chờ để bắt con mồi ưa thích, một con cá. Đây là gà nước cổ tím, hay còn gọi là chim xích, nổi tiếng với tiếng kêu bật hơi cực lớn. Gà lôi nước là loài đa phu, con cái có thể có tới 4 bạn tình cùng lúc. Chúng giao phối từ tháng 3 đến tháng 9 và con đực sẽ xây tổ làm bằng đám thực vật trôi nổi. Sau khi giao phối, chúng sẽ làm sạch cơ thể. Rừng mưa nhiệt đới có rất nhiều loại cây. Như các hình ảnh trừu tượng trong hội họa, chúng bệ vệ vươn lên trời xanh. Tầng vòm của rừng mưa có nhiều loài sinh sống. Một loài to lớn và ồn ào. Dù vượn không phải là khỉ, nhưng lại trông giống khỉ. Nó là động vật linh trưởng, thuộc họ khỉ không đuôi, họ hàng với khỉ đột, tinh tinh, đời ươi và loài người.
Nhưng đây thực sự là một con khỉ, một trong năm loài khỉ ở Thái Lan. Trừ con người, khỉ là loài linh trưởng phổ biến nhất trên thế giới. Khỉ đuôi cọc nổi tiếng với khuôn mặt màu hồng hoặc đỏ và những đứa con màu vàng. Khi một con khỉ đuôi cọc con tò mò, luôn thích đứng núi này trong núi nọ. Khỉ mốc, loài có tính xã hội cao, dành nhiều thời gian vệ sinh thân thể, giúp nhau tìm rận, côn trùng và các đồ ngon khác. Khỉ xám châu Á, lũ con non với lớp lông màu vàng cam sáng, sau này sẽ chuyển thành màu xám khi chúng 5 tháng tuổi. Đầm Đước nằm ở đường bờ biển nhiệt đới là nhà của một loài khỉ khác của Thái Lan, khỉ đuôi dài. Chúng được gọi là khỉ ăn cua vì đôi khi người ta thấy chúng lang thang dọc bờ biển tìm cua. Gần đây nó trở nên quý hiếm, sống dựa vào các nguồn lực của con người. Có nhiều cách để qua sông. Vài con khỉ nhảy thẳng xuống nước. Vài con đo nhiệt độ trước khi nhảy. Trong khi con mẹ này có vẻ đang chờ đợi như một vị thuyền trưởng. Lũ khỉ ăn quả cây, cỏ, rễ hoặc vỏ cây. Vì có cấu tạo giải phẫu gần giống loài người, khỉ nâu là lựa chọn hàng đầu để tiến hành nghiên cứu các sản phẩm liên quan tới người và động vật. Trong đó có việc phát triển vaccine chữa đậu mùa, bại liệt, bệnh dại và điều chế thuốc kiểm soát HIV. Các con trưởng thành nhảy rất giỏi, nhưng con non này cũng nhảy theo bản năng. Giống với các vận động viên, cần luyện tập mới nhảy được các thanh xà lệch. Khỉ đực và cái đều quan hệ chung chạ, giao phối nhiều lần với nhiều bạn tình. Loài khỉ mốc thường thích sống ở trên cao, thường là trên 500 mét. Cũng ăn quả như các loài khỉ khác. Chúng sống thành đàn lớn gồm cả đực và cái, lên tới 10 đến 50 cá thể. Chúng lục tìm thức ăn và tương tác bầy đàn, giải lồng và ngủ. Nhưng trung bình, con cái sẽ giao phối với 4 con đực. Nó có thể làm con đực đầu đàn nổi giận.
Hòa bình sớm được lập lại và cuộc sống lại tiếp diễn như chưa có gì xảy ra cho tới lần tiếp theo. Lũ khỉ ở dưới nước thường là để trốn kẻ thù, điều hòa thân nhiệt, chơi đùa hoặc tìm thức ăn như tảo, đôi khi cả côn trùng nhỏ và cá. Sau 5 ngày dài bị bám đuôi, cuối cùng con chim mỏ sừng cái cũng để con được nhảy cái. Nó kiểm tra cái tổ con đực đã chọn cho mình. Nó có vẻ chấp nhận được, nhưng nó bắt đầu trang trí lại. Từ giờ con đực chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc cho ăn, nuôi dưỡng và bảo vệ bạn tình và lũ con sắp nở của mình. Nó cho con cái ăn bằng cách ở thức ăn lên mỗi lần một thứ. Nó còn có một nhiệm vụ khác là nhặt đất sét và bùn. Con cái dùng đất sét để bịt lối vào tổ, ngăn kẻ thù tấn công và ăn mất trứng hay sau này là con non. Một buổi sáng sớm ở hồ Pung Purapet, vai trò của gà lôi nước bị đảo ngược, con cái bảo vệ tổ trước ba con đực hoặc hơn thế nữa. Con đực bị bỏ lại để ấp và săn sóc trứng. Con cái bảo vệ khu tổ. Con chim mỏ sừng cái lớn ấp quả trứng của mình đã được 35 ngày. Con đực liên tục tìm thức ăn cho bạn tình và lũ con sắp nở của mình. Đây là sự chăm sóc của người cha. Hai con chim mỏ sừng non thấy được ánh sáng ban ngày, một phép màu trong rừng nhiệt đới. Khi chim non lớn lên, nhu cầu ăn của chúng thay đổi. Chúng cần nhiều chất đạm hơn, thứ mà quả sung có thể cung cấp. Con cái từ chối thứ con được mang về. Nó phải bỏ mấy quả sung xuống đất và ở lên một thứ thích hợp hơn cho đứa con đang lớn, ví như một con côn trùng.
Chim non cần 3 tháng để trưởng thành. Chim bố quan sát sự sống đang sinh sôi trong tổ của mình đầy trìu mến. Một phép màu khác ở Pungpurafet. Hai chú gà con đã chui được ra khỏi vỏ. Con thứ ba đang cố thoát khỏi đó. Vỏ trứng được đưa đi để kẻ thù không bị muỗi dẫn dụ tới cái tổ. Ngạc nhiên thay, lũ gà con đã có thể chạy, bơi và ngụp lặn ngay khi mới nở. Nhưng đôi khi, việc đương đầu với thế giới thật đúng là quá chật vật với một con gà lôi nước non. Lũ con non có thể vẫn ở với bố suốt 2 tháng sau khi nở. Miền Bắc Thái Lan được đặc trưng bởi dãy núi và vách đá dựng đứng. Doi Chang Dao, một trong những đỉnh núi cao nhất nước với dãy núi đầy vách đá hùng vĩ cao tới 2.000 mét. Trong môi trường khắc nghiệt của vùng núi đá gồ ghề này, sơn dương Goran đuôi dài là một trong số ít các loài có thể sinh tồn ở vùng đất khắc nghiệt và lạnh giá này. Những vũ công ballet, chúng nhẹ nhàng nhảy qua lại giữa các mỏm đá. Sơn dương Goran ăn nhiều loài cây, cỏ, thảo mộc và lá cây. Chúng thường sống theo đàn nhỏ từ 4 đến 12 thành viên. Thời kỳ giao phối là tháng 11 và 12, và các con mẹ chỉ sinh mỗi lần một con. Sơn dương Goran có rất ít kẻ thù tự nhiên vì môi trường sống của chúng quá khắc nghiệt với hầu hết các loài. Đánh nhau thường là cho vui chứ không phải đe dọa nhau. Con chim mỏ sừng cái và một con non vừa rời tổ để lại đằng sau các con khác. Cảnh tượng và khoảng cách từ cây xuống đất có vẻ đáng sợ. Con chim non do dự.